Này em hàng này chơi một mình luôn nha, chim sẻ bay qua cũng chết đấy. Đang thay nông nửa kéo mà vẫn chơi bình thường. Hôm nay mình đi mình đánh chuyền lửa lên thì không cầm mào mồi ấy, cứ bắt về thôi. Còn trong nhà người ta cũng có hai con, nhưng mà một con chim mồi nó mạnh quá, con này kìa nó không được chơi mạnh được, nên là mình quay tự nhiên này thôi. Đây, tự nhiên luôn. Đây, nhà của bản này trong rừng rất là sâu luôn. Đấy. Một em hàng tương đối là chất lượng luôn. Đấy. Con này nó ngộ rồi, cứ một chéo một mình cũng rất lâu rồi đấy.